Shop Nick tự động, sĩ cao shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Này sĩ này. Ừ, ok đây. Anh qua anh mang ông một sao tên không mới cho chặn em. nấm rồi nhỉ? Nấm gì lạ thế? Nấm sao mà chặt Ơ được em? nấm này là nấm nấm ma rồi, nấm Đâu, hồn nó là à? nấm linh chi em ạ. Này em ơi, MP40 này. Thôi được rồi, để em tự đi kiếm. Ủa em vứt cho lại không xài. Sao vậy? Dỗi. Anh làm gì đâu mà dỗi. Anh không làm gì em mới dỗi. Sao em buồn cười thế? Anh có làm gì đâu thì mà dỗi. Em cũng thế à. Thế đi. Đây. Từ đây hả? Đây đưa. Theo bảo không lấy đây đưa này, phun đạn xuống tiểu liên rồi nhá. Lấy đạn em dọn đi. Nào xuống các thứ đây em, không lầm nữa hả? Đây có mấy đồ đấy. Có. Ừ, Nhìn thiếu đồ gì em bảo anh? đừng. Phun ba lô hả? Anh có ba lô hai này, em ba lô mấy vậy? Em cũng vào hai thôi đi. Ừ, ok thế đi em. Đây cô thôi các bạn ơi. Ủa, mình chưa giết được bạn nào luôn á. Ai cũng vậy, chúng nó trốn cả rồi em ơi. Nên là bây giờ ấy là đào đâu ra người mà giết. Mình còn chưa được tăng cấp nữa anh em ạ, cảm giác nó chạy chậm như rùa bò vậy. À đủ. Em chạy tăng cấp rồi nhé. Chẳng qua là anh quá cùi thôi. Thế anh đã hạ mạng nào đâu? Em cũng đã hạ mạng nào đâu. Qua bên này đã anh em ơi, cầm tay thôi. Anh đập tay thì nhanh lắm, cầm bước xíu ấy à. Đây em. Thế qua đây lên xe chở này, kiếm người cho dễ này. Mình lên cái khu xưởng cơ khí một xíu. Đi em. Xe chở này. Rồi, let's go các bạn ơi. Đây bây giờ anh có mới tăng cấp ma này, nó tăng theo thời gian em ạ. Ở chỗ này nhiều người anh ạ, đây này, rất là mùa này. Ừ, nhưng mà anh đã thấy ai đâu, thêm mình xuống nhá. Ok thế xuống thắt đồng hồ anh em ơi, tầm này anh chẳng biết là còn ai nữa không cơ. Ai thì đài thắt đồng hồ mà hơi sợ đấy. À đấy bên trên em ơi, nó trong nhà thì phải em ạ. Ừ, trong nhà to anh ạ. À, không, không phải. Không có nghĩ nó đang trong nhà đấy. Nó ngay ngoài em ơi, ngay ngoài này, một đứa này. Làm gì vậy? Đậu xanh này bạn ơi. Đậu xanh này bạn ơi, chạy hả bạn. Nó vừa chạy xuống dưới đấy em. Đi em. Hạ nó. Em hạ nó chưa? Thằng này. Đây bạn số này, tuổi gì? Xung quanh này mình chưa thấy ai nữa này. Phía sau mời. Đậu xe này làm gì vậy? Đậu xe này làm gì vậy? Ui, phía dưới cũng có đây em ơi, đông lắm. Thế đây em. Xuống dưới em ơi. Nó ngay dưới này. Đứng lại bạn ơi. Ok. Một đứa này em ơi. Đây này. Làm gì vậy? Đậu xe này. Ok, lên bảng nhá. Sao? Một cái đứa rơm rơm này. Ui, bên trên của người này em ơi. Đậu xe này. Ui, làm gì vậy? Nhảy hả? Bay nhảy các kiểu này vỡ đầu. Một đứa mãi sai em ơi. À đây rồi. Nó ngay cái phía 60 độ cơ. Ngay sau con ô tô tải đấy. Hơi xa em ạ. Em đâu rồi, chờ anh xíu này. Ok. Thế rồi. Ủa em hạ nó rồi á. Nhanh vậy. Thế chưa. Đấy đây là các bạn bảo là sao chị Phương Anh chơi giỏi quá còn gì nữa. Đúng chưa. Chơi giỏi hơn cả anh còn gì nữa. Chơi trong chế độ này thì mình thấy là anh em dùng giảm thanh nó không cần đâu. Tại thế không hay lắm anh em ạ. Ủa như là mình vừa nhìn thấy một đứa ngay phía trên à? Hay là mình nhìn nhầm vậy? Để con nào anh em. Anh ơi. Anh nghe này. Lấy tạm cái chảo cho em ông các bạn ơi. Chắc là mình nhìn nhầm thôi. Bên trên này đâu thấy người đâu.
Không có một ai cả này. Em ơi, chờ xíu anh qua với em này. Đây em. Qua đây nút lại đây mấy mày, cái đồ. Có người này em ơi. Ok. Nó Đây ngay đây, cái phía 120 đấy. Đây đang trên này rồi. Nó ngay dưới em ạ. Anh chưa thể nói em ơi. Trên hay dưới vậy? Hai đứa hả? Đâu phải em. Một đứa. Chỗ nào vậy ta? Đây rồi này. Làm gì vậy bạn ơi? Làm sao bạn ơi? Làm sao bạn ơi? Ui, nó nhảy này. Nó nhảy này, nhảy hả? Nhảy hả? Lên bảng điểm số nha. Tưởng nhảy được mà ngon à? Ok đây, anh cuốn máu đã. Cuốn máu cho full đã, chơi game cho tự tin các bạn ơi. Sớm ngon này, bơm keo các thứ này. Đủ đạn này. Nó lại ổn quá nhỉ anh em. Ê, có đạn từ à, em không? Ơi, anh có nhiều lắm. Này em ơi, 23 này. Được cho em. Giờ còn lại có 3 đứa này em này. Wow. Không biết là 3 thứ nữa đang ở đâu nhỉ anh em. Mình sẽ để sẵn bom keo ra ngoài nhá. Tí nữa tiện dựng đấy anh em. Wow. Lấy câu thôi. Đây em lên xe chở này Phương Anh. Không, hay là thích đi bộ xe đâu. Ok, thì em mới đi bộ luôn. Ok luôn. Ừ, ok luôn. Đấy em ơi, phía trên này. Ngay phía 150 nhá. 150 hai đứa này. Đậu xe này. Được không? Một đứa nốc nhá này. Đậu xe này làm gì? Làm sao hả? Đây bảng số nhá. Em ơi, xong một keo này. Đây em hạn nó luôn thằng này. Sống sao được hả bạn ơi? Xem bạn số bao nhiêu lâu nữa này. Nào. Nào bạn ơi, lên bảng điểm số luôn nhá. Ok. Thế là bây giờ chỉ còn lại có một người chơi nữa ở trong cái bản lô này thôi các bạn ơi. Mình xin tí. Hả, em lấy gì cơ anh cho này. Anh nhiều đồ lắm. Uầy, chạy xuống dưới một xíu nha em ạ. Không biết che mà dính ngay cái vô đen gờ thì công nhận là xanh mộ rồi đấy. Còn lại có một mạng cuối mà thôi các bạn ơi. Chuẩn bị là kiếm thêm mạng thôi. Mình có đây. Bị... Hả, sao em? Anh nghe này. Không. Mình làm sao cơ? Một thằng quấn thôi nha em ơi. Em bán cái đấy hả? Anh đập giúp cho này. Không cần đâu. Bên này cũng có này em ơi. Nhưng mà để coi này, không biết là thằng cuối đâu rồi đấy. Mình vào đây đi. Bon đã thu lại rồi các bạn ơi. Ok ok đây. Anh có đây với em. Lên trên con nào các bạn ơi. Wow. Hay là người nó đâu ở cả đây. Rồi sao em. Anh không biết đấy cơ. Thằng cuối đâu rồi nhỉ anh em. Có một cái nâng giáp đấy em ăn đi. Để anh xem anh coi xung quanh cho. Chưa thấy thằng cuối đâu cả anh em ạ. Không hiểu sao. Thằng này chỗ đâu mà kỹ thế nhỉ. Anh cũng nghi nó trong nhà em ạ. Chắc vậy. Đây chạy theo em này. Chạy trên nhà đi anh. Nó trên nhà. Đây chờ anh xíu. Nhà không anh có. Anh ở trên nhà với em này. Ủa. Nhà không có. Thế chắc là nó đang ở gốc cây này thôi. Để ra phần đằng sau rồi đi. Ừ ok. Ôi dồi ôi. Bò lại thua. Ui, bò to lắm. Bò vẫn còn to lắm mọi người ơi. Anh nghĩ là nó đang ở một trong những cái căn nhà phía dưới này em ạ. Nhiều nhà mà mình tìm đâu ra đâu. Thế có khi là nó đã thấy được anh với em rồi đấy. Kiểu nó thấy hai đứa nó sợ em ạ. Thế có một đứa mà. Nó còn không dám bắn nữa thì phải anh em ạ. Ui. Đâu rồi thật cuối đâu. À đây đây anh. Đây đây. Thằng này. Thằng này nó chết chắc rồi em ạ. Đâu em, nó đâu? Anh đây. Hướng 120 đây. 120 hả? Nó chạy được đâu? Ủa, không phải hả? Em thấy cái mũi tên ở trong mũi máy tên em. Hả? Mũi tên là sao em? À đây em ơi. Đây này, đây này, đây này em ơi.
Ok, hạn đã rồi. Em mừng nào. Nào. Đây đây. Đây, đừng ăn mừng nha, được chưa? Này. Đây đây đây, không xí sớ được chưa? Anh có xí sớ đâu mà em ở anh xí sớ nhỉ? Như vậy là mình lại được tấm bộ trong chế độ cùng sát đã rồi các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.